Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình nhận diện sự thật của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Trong dịp Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng, một số đối tượng trong nước được sự hậu thuẫn, trợ giúp từ tổ chức phản động bên ngoài đã gia tăng các hoạt động chống phá bằng việc ra giả điệp khúc, vu cáo chính quyền Việt Nam, trấn áp nhân quyền. Các trang mạng thù địch cũng nhân dịp này tung ra hàng loạt bài viết mặc sức tung hô cổ súy các đối tượng bị bắt giữ, kêu gọi trả tự do và xuyên tạc hoạt động theo pháp luật của cơ quan công an. Chương trình nhận diện sự thật ngày hôm nay sẽ nhận diện các đối tượng tổ chức trên và phân tích cụ thể về những chiêu thức chống phá này. Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch đã phát đi một thông cáo báo chí cho rằng chính quyền Việt Nam đang gia tăng đàn áp các nhà bất đồng chính kiến và hoạt động nhân quyền trước Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây rõ ràng là một thông cáo có nội dung xuyên tạc sự thật, thể hiện rõ sự thiếu khách quan, mang nặng tính định kiến và thù địch của tổ chức núp bóng nhân quyền này. Thông cáo này xuyên tạc rằng, từ cuối năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, chính phủ Việt Nam đã bắt giữ và kết án nhiều người với các tội danh chính trị. Để chứng minh cho nhận định xuyên tạc vô căn cứ trên, của Human Rights Watch đã lấy dẫn chứng về một số trường hợp mà họ cho là những nhà bất đồng chính kiến bị chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp. Đó là Phạm Chí Dũng, Trần Đức Thạch, Phạm Chí Thành, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn. Để có một cái nhìn khách quan và toàn diện, xin được điểm qua một số trường hợp mà Human Rights Watch lấy dẫn chứng là những người bất đồng chính kiến bị chính quyền gia tăng đàn áp như Phạm Chí Dũng, Phạm Chí Thành, Nguyễn Tường Thụy, Trần Đức Thạch để thấy rõ bản chất của vấn đề. Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Chí Dũng về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trước đó, ngày 4 tháng 7 năm 2014, Phạm Chí Dũng ra tuyên bố thành lập cái gọi là Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam do Phạm Chí Dũng làm chủ tịch. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đã sử dụng các trang mạng xã hội để đăng tải các thông tin, bài viết có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước. Bản thân Phạm Chí Dũng cũng thường xuyên ra các thông cáo, tuyên bố của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, tham gia ký tên, vận động, kêu gọi các cá nhân, tổ chức công khai chống đối chính quyền và đăng tải nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước trên Internet. Những đối tượng còn lại như Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Thành hay Trần Đức Thạch đều là những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật và việc cơ quan chức năng thi hành lệnh khởi tố, điều tra là việc làm cần thiết nhằm ngăn chặn những hành vi nguy hiểm của họ gây ra đối với xã hội. Và để hiểu rõ hơn về những chiêu thức này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thượng tướng Võ Tiến Trung, Nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng. Kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi. Xin kính chào và cảm ơn Thượng tướng Võ Tiến Trung đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa Thượng tướng, thì cách đây vài ngày thì Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế hay còn gọi là Human Rights Watch đã phát đi một thông cáo báo chí và cho rằng là Việt Nam đang gia tăng sự đàn áp đối với những nhà bất đồng chính kiến cũng như là các hoạt động nhân quyền trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 13. Và vậy thì Thượng tướng có thể chia sẻ những thông tin về nhà bất đồng chính kiến cũng như là hoạt động nhân quyền này, thực chất thì họ là ai ạ? Một là cái Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế. Đây là tổ chức phi chính phủ thành lập năm 1978, có trụ sở ở New York và một số nơi khác. Họ là tổ chức thành lập ra để mục đích là cổ xí, kích động, nuôi dưỡng cái lực lượng phản động chống nhà nước Liên Xô trước đây. Do đó họ không có một chút cảm tình gì với các nhà nước cộng sản hay nhà nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là cái nhà nước độc lập dân tộc mà không đi theo quỹ đạo của phương Tây. Do đó họ không có cảm tình gì với chúng ta. Họ tìm mọi cách vu khống, xuyên tạc để chống nhà nước chúng ta từ lâu nay. Thứ hai, lực lượng thành phần trong nước, ví dụ như Cấn Thị Theo và gia đình của bà ta, đó là những thành phần liên tục vi phạm luật pháp Việt Nam, buộc chúng ta giáo dục nhiều lần không được, buộc chúng ta phải xử lý pháp luật. Họ gắn ghép những thành phần này trở thành thành phần đấu tranh dân chủ, hay là họ gọi là những người dân oan, những người tù nhân lương tâm,
thì những thành phần này là những thằng hoàn toàn vi phạm luật pháp Việt Nam. Họ nói rằng đây là thằng bất đồng chính kiến. Ở Việt Nam không có một thành phần bất đồng chính kiến nào bị bắt. Từ xưa giờ không có đồng nào. Khi đảng đưa ra đường lối, đưa ra chính sách, hoặc nhà nước đưa ra pháp luật, đưa ra những quy định cụ thể mà anh thấy không phù hợp, thì anh có quyền góp ý với đảng bằng còn nhiều đường. Một là anh viết tài liệu anh gửi lên. Hai là thông qua các tổ chức như Quốc hội, như Hội đồng Nhân dân, hoặc là có cuộc gặp lãnh đạo của nhà nước anh phát biểu. Khi anh đưa ra những cái thắc mắc đó mà phù hợp với đa số thì nhà nước tiếp thu, đảng tiếp thu sửa chữa thì là đồng chính kiến. Còn nếu như không phù hợp với đa số, chỉ là cá nhân anh mà nó không phù hợp thì nhà nước sẽ giải thích cặn kẽ cho anh, chứ chưa ai bắt cái thành phần này gọi là bất đồng chính kiến cả. Trong nước thì họ ra sức xuyên tạc về nhân sự văn kiện đại hội đảng, còn bên ngoài thì họ lại tăng cường việc ra các báo cáo nhân quyền với những quy kết vô căn cứ như trên. Vậy thì Thượng tướng có thể chia sẻ cụ thể về những chiêu thức xuyên tạc của họ hay không? Đây là sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức chống đối nhà nước Việt Nam ở bên ngoài và cái nhóm chống đối vi phạm pháp luật ở bên trong. Người ta gọi là nội công ngoại kích. Thì bên trong lợi dụng vấn đề dân chủ của đảng ta cho toàn dân, toàn đảng, toàn quân, toàn dân góp ý văn kiện đại hội đảng và phát hiện nhân sự cho đảng. Thì họ lợi dụng cái đó, họ công kích vào cái đường lối chúng ta, công kích vào nhân sự, dân chuyện, vu khống có cái nhân sự cho đại hội đảng. Thì có cớ để bên ngoài nó dựa vào cái này là khi họ vi phạm pháp luật nặng nề như là đốt cờ đảng, đốt cờ tổ quốc, treo cờ ba que, tập trung khiếu kiện đông người, hô hét làm mất trật tự, ảnh hưởng đến giao thông, đánh lại, chống lại người công vụ, buộc chúng ta phải xử lý pháp luật, thì bên ngoài họ có cớ để họ dựa vào đó họ báo cáo về nhân quyền. Việt Nam vi phạm nhân quyền, tức là đây là hành động trong công ngoại kích. Xin Thượng tướng có thể đánh giá về mức độ nguy hiểm của chiêu thức lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá trước thềm đại hội đảng. Cái nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm đây là họ xuyên tạc cái đường lối. Họ kích động, họ nói xấu, họ dựng chuyện để họ xuyên tạc vào cái đường lối để toàn dân và một bộ phận quần chúng nhẹ dạ cả tin hoặc không đầy đủ thông tin thì nghi ngờ cái đường lối của đảng ta. Rồi dựng chuyện, họ vu khống các nhân sự của đảng, nhất là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và những người chủ trì của đảng ta, của nhà nước ta, như bộ trưởng, như thủ tướng, phó thủ tướng, chủ tịch, phó chủ tịch nước. Họ liên tục xuyên tạc để dân ta không tin vào những người này, thấy những người này là đều có những cái khiếm khuyết, có những sai sót mà không xứng đáng để lãnh đạo. Có nguy hiểm ở chỗ đó, mà dân, con người như niềm mất niềm tin là mất tất cả. Khi người ta không tin vào đường lối, không tin vào nhân sự thì người ta không tin vào cái chế độ này để mà phấn đấu xây dựng. Có nguy hiểm là nguyên chỗ đó. Chứ còn nữa là vì họ làm như thế cái đại hội này không thành công, đại hội này sẽ xây dựng cái đường lối không đúng, đại hội này sẽ chọn nhân sự không đúng, không bao giờ. Vậy thì quan điểm của đảng ta ra sao về vấn đề nhân quyền, thưa Thượng tướng? Ồ, cái này quá rõ rồi. Đảng ta là từ ngày thành lập đảng và đặc biệt sau cách mạng tháng 8, cháu mọi người xem cái tuyên ngôn của đảng, tuyên ngôn độc lập của đất nước chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích nguyên văn cái vấn đề nhân quyền của cái tuyên ngôn độc lập của nước Pháp, phải không? Nói rất rõ về con người, mà không phải là cái lời nói không. Tuyên ngôn nó rất rõ về nhân quyền rồi, và lời nói đó bằng hành động cụ thể lúc bấy giờ chúng ta thực hiện ba cái chống giặc ngoại xâm, chống giặc dốt, chống giặc đói. Thế chống giặc đói là gì? Là cứu người trước đã, phải cái nhân quyền không? Và chống giặc dốt để cho nâng cao dân trí lên, đó cũng là mưu cầu hạnh phúc dân. Và trong cái đất nước chúng ta luôn luôn ghi là việc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc. Và những cái tuyên ngôn hay là những hiến pháp sau đó, sau năm 1945 cho năm 1946, hiến pháp 46 và những hiến pháp sau này, chúng ta đều xác định rõ về quyền con người, phải không? Con người. Và thể hiện nhất, gần đây nhất là cái cương lĩnh xây dựng đất nước của chúng ta là gì? Xây dựng đất nước chúng ta dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Nhìn vào cái chống Covid-19 của chúng ta, có phải là tính nhân quyền rất cao? Đầu tiên là phải giữ cho họ sống cái đã. Toàn bộ hệ thống chính trị,
rồi toàn bộ lực lượng của đất nước này tập trung để cứu, không cho cái dịch lan truyền và cứu những người bị dịch, bất kỳ họ là ở đâu, nước ngoài đấy, trong nước, đó là làm cho họ sống. Cái thứ hai là lo xóa đói giảm nghèo. Việt Nam chúng ta được thế giới công nhận là nước xóa đói giảm nghèo lớn mạnh nhất thế giới, tốt nhất thế giới, vì chúng ta chi một năm gần 10% cái tổng thu nhập cho cái an sinh xã hội, tức là làm cho họ hạnh phúc, họ sống rồi, sống trên môi trường an ninh, giữ gìn an ninh trật tự để đất nước này bình yên. Thế giới thừa nhận đến Việt Nam là rất bình yên, như vậy để cho họ sống bình yên, đồng thời lo cho họ không bỏ ai ở lại phía sau, tất cả đều được giúp đỡ, tạo điều kiện cho phát huy dân chủ của con người. Đó là gì? Dân chủ tập trung, tức là thông qua dân chủ đại diện, tức là người dân có thể phản ảnh cái khó khăn, phản ảnh cái suy nghĩ của mình cho Quốc hội, cho Hội đồng Nhân dân, đó là dân chủ đại diện. Rồi dân chủ trực tiếp, tức người dân có quyền phản ảnh lên đảng nhà nước những suy nghĩ của mình, không ai bắt bớ, không ai đàn áp, không ai định kiến cái người phản ảnh, kể cả tố giác tội phạm và tố giác cái tham nhũng. Thì như vậy là cái nhân quyền của chúng ta rất rõ ràng, rất rõ ràng. Và tôi nghĩ rằng đó là tất nhiên trong quá trình thực thi về vấn đề hành chính, về vấn đề quản lý xã hội, về vấn đề xử án, điều tra hình sự, có những chỗ do non nớt, do yếu kém, chúng ta có thể tạo ra một vài cái chỗ oan khuất, nhưng cái đó không phải là lớn. Tất cả là cơ bản là chúng ta làm đúng pháp luật và công minh. Xin chân thành cảm ơn Thượng tướng Võ Tiến Trung về cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ. Có thể thấy là quốc gia thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã sớm tham gia ký kết các điều ước quốc tế về bảo đảm các quyền cơ bản của con người và quyền công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí cũng đã được hiến định. Để bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, hệ thống các cơ quan báo chí của Việt Nam đến nay đã phát triển khá đồng bộ. Tuy nhiên, không chỉ Việt Nam mà trên thế giới, không có quốc gia nào cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào lợi dụng tự do ngôn luận để gây tổn hại đến quyền, lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ chức khác, mà đặc biệt là lợi ích quốc gia, dân tộc. Bên cạnh việc nhận diện rõ những đối tượng tự xưng là nhà dân chủ, nhân quyền, những người bất đồng chính kiến như đã nêu ở trên, thì mỗi người dân cũng cần hiểu rõ hơn về quyền tự do ngôn luận để tránh xa vào những luận điệu lập lờ, đánh tráo khái niệm mà có thể dẫn tới hành vi vi phạm pháp luật. Tự do ngôn luận ở đây chúng ta không thể hiểu rằng là quyền chúng ta muốn nói bất kỳ cái gì chúng ta muốn, mà tự do ngôn luận phải được hiểu rằng là quyền mà người dân được phát biểu ý kiến, nhưng nó sẽ nằm trong một cái khuôn khổ nhất định của pháp luật. Khoản 2 điều 29 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền năm 1948 nêu rõ, trong khi hành xử những quyền tự do của mình, ai cũng phải chịu những giới hạn do pháp luật đặt ra nhằm bảo đảm những quyền tự do của người khác cũng được thừa nhận và tôn trọng. Những đòi hỏi chính đáng về đạo lý, trật tự công cộng và an lạc chung trong một xã hội dân chủ cũng được thỏa mãn. Rõ ràng, mỗi hành vi, lời nói đều phải đặt dưới sự điều chỉnh của pháp luật, không thể lợi dụng hoặc vin vào cớ tự do ngôn luận, tự do báo chí để xuyên tạc. Trên thực tế, không riêng ở Việt Nam, mà hầu hết các quốc gia không cho phép việc lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm hại lợi ích quốc gia dân tộc, làm phương hại danh dự, nhân phẩm người khác và ảnh hưởng tiêu cực đến đạo đức cộng đồng, trật tự xã hội. Nói tự do là vô hạn, không có, nên tự do nào là vô hạn cả. Tất cả một cái những cái khung tự do nào đó đều có những cái khung của nó trong cái môi trường nào đó cụ thể. Ví dụ như là Mỹ cũng có những cái điều luật quy định không được gọi là một số các cá nhân không được tự ý tung tin sai, tin đồn sai, nói xấu một số cái chính phủ nào đó hay chính phủ của họ, hoặc là tự ý mà in phát tán một số tài những cái loại tài liệu nào đó chống phá lại chính quyền, chống phá lại cái ví dụ là một cái bang nào đó, chính quyền bang hoặc là chính quyền liên bang. Nếu mà sai, rõ ràng họ cũng sẽ xử lý, có những điều luật để quy định và xử lý những cá nhân này. Rõ ràng là quốc gia nào thì cũng phải đảm bảo mọi hoạt động diễn ra theo khuôn khổ luật pháp. Không ở đâu dung túng những kẻ mượn danh nghĩa dân chủ, nhân quyền để phá hoại đất nước, xâm hại sự ổn định chính trị, xã hội. Những đối tượng nói trên hay những ai đang có ý định hành động như vậy, hãy biết điểm dừng. Đừng bị ảo giác bởi sự hậu thuẫn hay trò tung hô, trở thành con rối trong tay kẻ chống phá đất nước, làm điều phản nước, hại dân. Chương trình nhận diện sự thật xin được dừng lại tại đây.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.